đi. Rồi, hôm nay mày chăn chó nhà ai đây? Chó của Năm Sang á. Thiệt luôn á, tao thấy ai tên Hoài Linh cũng nổi tiếng. Mình mày lại đi dắt chó thôi. 5.000, tao lấy ghẻ đó, khỏi thối nha. Kỳ quá à. Ai con đi nha. Chị gái, mua giùm em dây xích chó nha.